Xin chào các bạn, hôm nay Family Shop xin giới thiệu với các bạn mẫu xe Traveler mới nhất 2018, mẫu xe Volvo Traveling. Đây là cái mẫu mới nhất của năm nay. Nếu mà cái mẫu Baby Time mà năm ngoái Family Shop bán đã rất là tiện và gọn rồi, thì mẫu Volvo này sẽ cải tiến hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết cũng như hướng dẫn cách sử dụng mẫu xe này. Đây là xe khi gập, khi mở thì các bạn chỉ cần gạt cái lẫy ra và cầm cái phần tay cầm này và hất ra là được. Đây là xe khi mở ra. Lái xe cản tiếng lưu rất là tốt, có cửa sổ trên bằng lưới và đằng sau có túi phụ có thể đựng được khá là nhiều đồ nhé các mẹ nhé. Xe có thể điều chỉnh ba tư thế là nằm ngả ngồi, dùng cho bé từ sơ sinh đến 3-4 tuổi. Và khi điều chỉnh tư thế thì các bạn bóp vào cái phần này và kéo ra thôi. Các bạn có thể điều chỉnh theo cái sự thoải mái của em bé. Thì có màu xanh này và màu hồng, còn bản khung đen trắng thì hiện tại có sẵn các màu như là cờ Mỹ sáng và đen. Về phần lót nằm này thì tất cả cái phần vải của xe Volvo thì rất là thoát khí, nên là dù không có lưới nhiều, mẹ cứ muốn là mua xe có lưới, nhưng xe có lưới rất là võng lưng và ảnh hưởng đến cuộc sống của bé. Đây là cái phần đỡ lưng của xe Volvo sẽ là chống cong vẹo cuộc sống nhé. Đây, vải thì rất là thoát khí nha các bạn, các mẹ yên tâm là không bị nóng đâu. Đó. Bàn để chân và giỏ đồ bên dưới có thể chịu được sức nặng là 3,5 cân. Trọng tải của xe là 27 cân nhưng cái sức nặng chịu được là 50 cân. Xe rất là chắc và bền và xe di chuyển rất là êm. Đây các bạn có thể thấy rất là êm, bánh xe trước xoay 380 độ, 360 độ. Rất là êm và phần thân sắp ngay trục xe. Rất là êm nha các bạn nhé. Phần bánh sau thì có khóa bánh. Các bạn có thể bấm vào hai nút đỏ này đầu tiên này để gập cái phần mái này xuống trước. Và ở phần này bình thường thì như mẫu Baby Nam cũ ấy, thì các bạn phải bấm vào nút đỏ xong kéo một cái lẫy ra thì nó vừa mất thời gian và nhiều khi nó bị kẹt lẫy. Thì cái mẫu này các bạn chỉ cần bấm vào đây thôi, đấy, các bạn chỉ cần xoay một nhẹ một cái như thế này thôi, như này nhá, bấm vào xoay nhẹ và nhấc lên. Đây là dây đeo vai. Đấy, có thể đeo vai. Còn phần phụ kiện là xe được tặng kèm. Xe được tặng kèm một chiếc chiếu. Đến một chiếc chiếu tặng kèm thôi, rất là đẹp. Rất là đẹp các mẹ nhá. Chiếu hai lớp, có phần lưới ở bên dưới thoáng khí thì các mẹ giải lên lót trên xe như thế này. Lót lên xe ở mùa hè như thế này. Rất là mát. Là xịn, hộp sữa, màn chắn bụi để chùm vào xe, là quyển sách hướng dẫn sử dụng và đi kèm là thẻ bảo hành. Và đặc biệt là mẫu xe này có thể mang lên cabin máy bay, có thể xách tay lên cabin máy bay mà không cần phải ký gửi. Cho xe vào trong cái túi đựng xe như thế này,
để có thể mang lên xách tay nhé. Hoặc là khi không dùng đến các bạn có thể cho vào đây để cất đi rất là gọn và sạch sẽ. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về mẫu xe Volvo 2018. Các bạn có thể tham khảo và inbox cho Family Shop để được tư vấn.